Có không anh chị? Chắc chắn là có. Còn nếu ai nghĩ chưa có, tức là mình còn lủng thông tin ở chỗ này, lủng kiến thức ở chỗ này thôi, chắc chắn là có. Đó mà, thì cái này nó không có gì, không có gì cần phải nói nữa hết. Nói chung là các chị có thông tin sẵn rồi, biết rồi, chỉ cần đọc một chút xíu nữa thôi là đủ thi nha. Thì bài hôm nay chắc mình làm rất là gọn, đúng không? Gọn được không các chị? Được chứ hả? Nghe bạn thấy hả? Các chị có học bài tính dầu chưa? Buổi này mới là buổi tính dầu của đài đúng không? Nhưng mà do có đổi với cô đài có công việc cần thiết nên phải đổi. Thì chưa đụng tới tính dầu đúng không? Đó, bài này học sau và tính dầu thì nó mới hay. Học bài này trước tính dầu hay ngủ. Nhưng mà không sao, học trước thì mình thấy mạnh được cái của mình, và tính dầu sau, và tính dầu hơi xuống giá chút xíu gán chịu đi sao vậy? Rồi. Rồi. Trước khi vào bài thì nhờ các chị nhắc thử coi Libit còn có thể gọi với cái tên gì khác gì? Thông thường đó. Dầu mỡ gì nữa? Béo. Chất béo. Còn gì nữa? Đó là một phần giống rồi. Đang hỏi tên chung nha, chứ không hỏi cái phân nhóm ở bên trong. Lipid còn có thể gọi là dầu mỡ, còn có thể gọi là chất béo. Còn có thể gọi là gì nữa? Dầu được không? Nó khi mình gọi là dầu, đúng không ạ? Có thể gọi nó là dầu ăn được không? Đó không ạ? Đó, nhưng mà cái từ dầu ăn, cái từ dầu ăn nó không có bao phủ được chất béo. Nên nếu như gọi thì nó không chính xác lắm. Gọi là mỡ được không các anh chị? Không? Mỡ cũng là loại chất béo, nhưng mà chất béo không có nghĩa là mỡ, chất béo còn có thể nhiều loại khác nữa. Thì chữ lipid thông thường chúng ta có thể gọi nó là lipid, có thể gọi là chất béo, có thể gọi là dầu béo, có thể gọi là dầu mỡ, nhưng mà gọi là dầu ăn hay mỡ thì chưa đủ con cổ, đúng không? Vậy thì chắc là dầu ăn với mỡ nó sẽ có cái gì đó nó nhỏ hơn lipid. Chứ nếu như nó lớn hơn thì bao phủ được rồi, đúng không ạ? Rồi, giờ mình thử kể, các chị kể thử một số loại mà các chị nghĩ thuộc cái nhóm này thử. Cái gì cũng được, nhóm này thôi. Cái gì ạ? Dầu hướng dương nghe lắm lắm đâu đó. Đúng. Gì đó à? Dầu nam. Dầu phộng. Gì đó à? Dầu lạ. Dầu phộng. Dầu gấp. Để coi cái sao, nhớ rồi đây. Dầu dừa, ô liu, đúng không? Mỡ heo, cũng đúng. Mỡ cá, cá gì? Đừng nói mỡ cá thác lát nha. Rồi cá ba sa, đây mình có ba sa mình lấy mỡ ra nó dễ. Còn cá thác lát lấy mỡ ra nó dễ không? Không, nó vẫn có. Còn cá thác lát nó có mỡ hơn cái gì? Có, nhưng mà lượng ít và không tập trung nhiều đủ để mình có thể lấy đi thành mỡ. Cho nên thường mình không gọi là mỡ cá thác lát, mặc dù nó vẫn có. Không ạ? Tại gì nữa? Cá hồi. À, dầu gan cá hồi.
à, gì đó chịu lắm dầu phộng à, đúng rồi, hồi nãy mình kể dầu lạc là một loại, bây giờ dầu phộng là một loại giống như vậy. Lạc trôi, lạc trôi dầu hạt này, dầu hạt miếng ngô có không các anh chị? Đó, đúng rồi, hạt miếng ngô mình có thể lấy dầu, hạt miếng ngô lấy dầu được không? Được ha, à, được rang lên rồi chúng ta ép cái dầu đó, hoặc là chúng ta ép luôn thì chị lý biết sao nó hơi lâu hơn tí này gì đó à, cách này cả hơi ít á, dầu mè, dầu mè, dầu mè, dầu mè, dầu mè đúng, dầu dừa kể rồi, dầu diesel, hầu dầu đúng, dầu hầu dầu. Kể dầu hầu dầu thì mình có thể kể thêm một cái kết bên đó là dầu, dầu gì? Dầu mù u đúng, nhưng mà không làm kết bên hầu dầu. Kế bên hầu dầu là bả đậu. Bả đậu hả? Kế bên dầu hầu dầu là dầu bả đậu ha, dầu bả đậu. Dầu gió xanh. Nó tên dầu. Hả? Không. Không, à, rồi. Vậy không phải, đúng rồi, đúng là không phải. Còn dầu gì nữa? Có nghe cái gì ạ? Mở trang. Đúng, đúng, mở trang. Mở trang thường được kể chung với cái nãy mới kể mở lọt mà. Dầu mù ô, đúng không ạ? Mở trang thì hay là đi chung với dầu mù ô có tác dụng gì vậy? Mau liền sẹo, chịu phòng, giúp giữ ẩm cho da. À, gì nữa à? Gần xong bài rồi đó, chẳng chút nữa là xong bài rồi đó. Thiệt. Ca cao đó. Ca cao hay là ca cao đó? Chú. Nhiều khi chữ đó đó là có cái nghĩa của đó. Ca cao, ca cao thường mình gọi là cái gì ca cao? À, ca cao, từ đó mình lấy ra cái gì? Cái dầu. Dầu. Cái ca cao nữa. Dầu ca cao. Bơ ca cao, bơ ca cao thì phải đúng. Nó vẫn gọi là thuộc nhóm dầu béo, nhưng mà về cái thể chất của nó thì gọi là bơ, không gọi là dầu, cũng gọi là mỡ, tại nó lưng lửng giữa dầu và mỡ. Gọi là bơ ca cao. Gì nữa hả? Dầu chuối. Còn nữa, cái gọi là xong bài đó, cái gì là tôn dữ lắm rồi đó. Xin lỗi cái gì chứ? Mới mua mà kia mua không vậy? Mỗi người hả? Biết theo thầy Kim công dụng của mỗi người làm gì không? Dạ. Thì mở rồi, đông người, nhà thầy kia. Hết rồi không? Trong tài liệu là hết rồi đó. Chỉ nhớ gán luật cho còn nữa. Ừ. Sắp không? À, hơn có đập tới trang đó rồi đó hả? Sắp không? Phải không các anh chị? Phải. Phải, kể ở đây không phải với kỳ. Sắp không rồi, mình có thể kể cái gì gần gần nhớ. Parafin. Parafin về mặt hóa học thì gần giống, gần gần giống, gần gần giống một số điểm, nhưng nó không được xếp vào nhóm này. Vaseline. Vaseline. Nào. Lanolin. Lanolin thì được. Lanolin thì được. Nhưng mà linalon lại không phải. Linalon lại là một nhóm hợp chất thuộc nhóm tinh dầu. Đứng ngay đây, đứng ngay. Đứng xuống đây, cái nó không chịu rồi. Có đặt camera gì không? Bước chặt vào đây, cái nhắn tắt nguyên như sao? Còn gì nữa không? Lanolin là từ đâu à? À, từ cái chất béo ở trên lông của con cừu. Giống như con tất cả các loại động vật mà có lông thì đều có chất béo.
phủ lên cái lông hay là tóc để làm gì ạ? Giữ ẩm và chống thấm không ạ? Như vậy thì tất cả điều đó chỉ có điều con người mình chỗ nào có lông mình cũng cố gắng mình làm sạch cái lông. Đó đây, cái này cũng gọi là lông nè, tại vì vị trí này mình gọi nó tóc thôi, thực sự nó vẫn là lông. Ở đây cũng là lông. Một số giới có, giới không. Có giới có mà coi như không, giới không mà coi như đó. À, thì nó vẫn có tế bào, nhưng mà ví dụ ở cừu nè, ở các loài chim thì nó sao ạ? Cái lượng nó khá nhiều ha, và nó giúp chống thấm. Đặc biệt cái loài chim thì nó chống thấm giúp cho nó giữ được cái lớp không khí bên trong, và như vậy nó dễ nổi. Dễ nổi ha, còn bay được là nhờ có lớp xương, không phải là nhờ lông. Bay được là nhờ có lớp xương, khác nữa. Đây. Còn gì nữa không? Thở hoài vậy vậy? Cái bé còn nữa sắp ăn kể rồi. Dầu gấp. Dầu gấp, phải không? Phải. Hình như nãy có kể rồi, phải không? Cho mình lỡ mình quay lại, dầu gấp thì nó nổi tiếng nhờ cái gì ta? Beta-carotene. À, beta-carotene. Tại sao beta-carotene lại giúp cho dầu gấp nổi tiếng? À, nó là tiền chất của vitamin A. Tại sao mình dám nói nó là tiền chất của vitamin A? Tại vì nó có thể tạo ra được vitamin A mới gọi là tiền chất, phải không? Tại sao nó lại tạo được vitamin A? Tạo theo cách nào? Tại vì cấu trúc của nó là hai cái đơn vị vitamin A gắn lại với nhau. Vậy thì khi vào cơ thể nó sẽ cắt được ra và tạo thành hai phân tử vitamin A. Như vậy đối với dầu gấc, cái mình uống vào, cái mình dùng vào nó không phải vitamin A, nhưng mà nó có thể giúp mình bổ sung được vitamin A. Nha, đừng nói uống dầu gấc là uống vitamin A, nói vậy là sai. Nhưng mà dùng nó để giúp mình bổ sung vitamin A thì được, bởi vì nó có tiền chất của vitamin A, đó là beta carotene. Cần xong rồi đó, còn nữa. Cái mà như là thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long là gì? Lúa. Có liên quan không? Đó, cái gì? Dầu, màng, hạt gạo. Đó mà, à, cái tên rất là sang trọng. Hay gọi cách khác đó là dầu, dầu cám. Phải không? Đó là dầu, nghe dầu màng, hạt gạo với Kama Urizama. Phải không à, nghe bán cám, nó là dầu cám đó. Rồi, thấy chưa? Thì nó cũng đã được chứng minh là có khả năng chống oxy hóa. À, nhưng mà nó không phải là một cái gì đó thần thánh đến mức là uống vô hoặc dùng nó thì không bị lão hóa. À, nó giúp mình giảm bớt thôi, chứ không phải. Được không ạ? À? Rồi, hồi nãy mình nói dầu cá hồi, hay dầu gan cá của các loài cá ở các vùng xứ lạnh, thì nó nổi tiếng nhờ cái gì ạ? À? Nhờ à, các omega 3 cao. Omega 3 là gì ta? Cái gì ta? À, cái C thứ 3 nó có cái omega. Kể một số omega 3 nghe thử. Cái omega, cái omega này. Rồi, cái này lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Như vậy hồi nãy giờ thông qua việc kể các loại dầu thì chúng ta có ông sẽ xem lại về loại nè, về tính chất nè, không à, về một số cái ứng dụng của nó. Thì bài hôm nay đơn giản lắm, không nhập nhập nhiều đó thôi đó. Giờ mình nói nó hơi kỹ hơn chút xíu nữa thôi. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ xem về định nghĩa ha, nguồn gốc. Tiếp theo là nguồn gốc và nguồn gốc tự nhiên, tính chất. Tiếp theo là về kiểm nghiệm công dụng. Định nghĩa: dầu béo, chất béo, lipid là các thành phần tự nhiên có trong động vật và thực vật. Cái câu này không phải là chữ hoặc mà là chữ vàng, mà là chữ vàng, tức là cả động vật và cả thực vật đều có. Và người ta không có nói là một số, có nghĩa là gì? Tất cả đều có. Bất kỳ một loại sinh vật nào